xin được quay phim anh chuột à. Bây giờ thấy anh phá ra chưa, anh leo lên cái máy rửa chén, anh mở ra anh ngồi trong máy này là máy của người ta à, nhà mướn á, mình cho nó chơi vậy, máy mình chắc không dám cho nó chơi vậy đó, nó cầm đồ nó đập à, tuổi này nó còn ngồi chơi được chứ còn tới lúc mình lớn quá ngồi gì nó hư máy hết. Thấy không, thấy không, coi nó nè, thấy chưa, lấy đầu nó đập cái máy đó, nó bà bà, bây giờ nó là trò chơi của nó nè, thì nó mới yên đó, đó đập đầu lên đập đầu xuống đó.